Và bài hát tiếp theo Trang nghĩ là rất là ý nghĩa khi mà hát ở Quảng Trị tối hôm nay. Xin gửi đến các cô chú anh chị ca khúc Bà Mẹ Ô Lý. Nhớ tôi một đời đã rơi buồn, hôm nay bỏ vườn với xóm thôn. Chân mẹ già sao run quá, qua xương trắng với máu hồng. Một sớm lên đường, mẹ ra sau vườn hỏi thăm trái bi trên giàn còn xanh. Một sớm bên hè vườn sau các cô chú anh chị rất nhiều ạ.